Kính chào quý vị, bây giờ mời quý vị cùng theo dõi chương trình thời sự tối nay trên kênh VTV Phú Yên, Đài Truyền hình Việt Nam. Mở đầu chương trình thời sự tối nay thứ ba, ngày 8 tháng 1 năm 2013, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung chính của chương trình. Triển khai lấy ý kiến nhân dân về sửa đổi hiến pháp năm 1992, bảo đảm tính khách quan, phát huy được tâm huyết và trí tuệ của các tầng lớp nhân dân. Sản xuất và tiêu thụ chè theo tiêu chuẩn Việt Gáp khó nhân rộng và gặp khó khăn về đầu ra. Triển khai tháng cao điểm về an toàn thực phẩm năm 2013 dịp Tết nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm sức khỏe cho nhân dân. Phú Yên mới chỉ có khoảng 50% số xã đạt chuẩn về y tế, cơ hội được chăm sóc sức khỏe người dân bị hạn chế và đây cũng là một trong nhiều nguyên nhân khiến cho nhiều xã không được công nhận đạt chuẩn y tế. Thưa quý vị, cùng với các tỉnh thành khác trong cả nước, vào sáng hôm nay, tỉnh Phú Yên đã tham gia trực tuyến hội nghị toàn quốc triển khai tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992. Các đại biểu dự hội nghị tại tỉnh Phú Yên đã nắm bắt đầy đủ các yêu cầu, ý nghĩa của đợt lấy ý kiến nhân dân trong sửa đổi hiến pháp lần này. Từ đó triển khai lấy ý kiến trong dân, bảo đảm tính khách quan, phát huy được tâm huyết và trí tuệ của các tầng lớp nhân dân. Ra đời những năm đầu của công cuộc cải cách đất nước, Hiến pháp Việt Nam năm 1992 đã đưa đất nước trong thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội, tạo cơ sở pháp lý quan trọng đối với các vấn đề phát sinh trong tiến trình lên chủ nghĩa xã hội. Việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992 lần này là đảm bảo tính đồng bộ trên cả lĩnh vực kinh tế xã hội, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đảm bảo tốt quyền của nhân dân, tích cực hội nhập quốc tế. Theo đó, dự thảo luật sửa đổi hiến pháp 1992 gồm 11 chương 124 điều, giảm 1 chương 23 điều so với trước, trong đó sửa đổi bổ sung 99 điều, bổ sung mới 11 điều. Tại hội nghị, các đại biểu đã tiếp thu chỉ thị của Bộ Chính trị về việc lấy ý kiến nhân dân về sửa đổi hiến pháp với 6 nhiệm vụ cụ thể, nghe báo cáo những nội dung cơ bản của dự thảo luật sửa đổi bổ sung hiến pháp năm 1992, xác định đây là đợt sinh hoạt chính trị pháp lý quan trọng, do đó, việc lấy ý kiến nhân dân cần được tổ chức thận trọng, công khai, dân chủ, các ý kiến cần được tập hợp đầy đủ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, thiết thực. Thời gian lấy ý kiến nhân dân diễn ra từ nay đến hết tháng 3 năm 2013. Triển khai tổ chức lấy ý kiến nhân dân về sửa đổi hiến pháp năm 1992 là vấn đề đang được nhiều người quan tâm. Sau đây là một số ý kiến của cán bộ và người dân thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên về vấn đề này. Trong giai đoạn hiện nay của đất nước thì việc sửa đổi này nó không chỉ mang cái ý nghĩa lớn để xây dựng lại cái tổ quốc và dân tộc Việt Nam hùng mạnh mà nó còn thể hiện cái sự quan tâm của nhà nước đối với người dân. Để mà làm như thế nào để người dân càng ngày càng phát triển, no hạnh phúc. Thì bên cạnh các cái nội dung mà những cái điểm mới của hiến pháp thì tôi cũng rất là tán thành, như là thành lập cái hội đồng hiến pháp mà trước đây chưa có. Thứ hai là đưa cái kiểm toán nhà nước vào trong hiến pháp. Và cái thứ ba là bãi bỏ một số điều rất là, nói chung là những cái điều mà không cần thiết ở hiến pháp 92 để mà tinh giản bớt cái hiến pháp mới lần này. Tuy nhiên thì bên cạnh những cái mà đổi mới của hiến pháp trong bản dự thảo lần này thì tôi cho rằng còn cái nhiều cái điều luật và nhiều cái nội dung mà ban dự thảo chưa làm tốt và cần phải sửa đổi. Trước khi ban hành, những cái điều luật nó trùng lắp nhau quá nhiều, có nghĩa là điều, ví dụ điều 34, điều 56, nói chung là ở đây là ban dự thảo đã không có xuất xét một cách toàn diện, cho nên là đỡ lại sự lặp lại những cái điều luật này. Tôi đề nghị là cũng là nên xem xét và mạnh dạn loại bỏ những cái điều luật trùng lắp này. Hiện giờ là có 11 chương, 124 điều. Ở trong đấy là có 10 điều là giữ nguyên thôi. Nếu 10 điều thì cũng chưa chính xác, là 9 điều giữ nguyên, còn một điều thì ghép và cũng quá sửa. Một điều thì ghép những cái điều giữ nguyên và sửa. Còn lại là hầu hết là sửa đổi bổ sung. Như vậy là lần này thì Quốc hội đã cho sửa đổi rất là nhiều vấn đề. Và vì vậy thì cái việc mà cho nhân dân đóng góp ý kiến đỡ mà bổ sung trong cái nhiều điều đó tham gia thì cái điều đó là rất là tốt. Trong đó cũng có một số điều tôi cũng quan tâm.
Tôi nói ví dụ như là bây giờ điều 4 là điều nói và đảng, thì hầu hết là tôi đồng tình. Nhưng trong đó có một cái khoảng 2 của điều 4 mà tôi còn hơi băn khoăn, là khi nói đến đảng là đội tiền phong của giai cấp công nhân. Nhưng mà đấy là đồng ý, nhưng mà cái khoảng tiếp theo trong cái khoảng 2 á, là đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân. Thì tôi cho là giai cấp phải có nhiều giai cấp. Nhưng nếu đại diện trung thành cho cái lợi ích của giai cấp công nhân, tôi cho là nó chưa đủ. Điều nói về cái tổ chức của Hội đồng Nhân dân thì tôi băn khoăn ở cái chỗ là sửa lần này vẫn còn chung chung. Hiến pháp cũ thì Hội đồng Nhân 3 cấp theo các cấp chính quyền ở địa phương. Thế nhưng mà ở lần này thì nói chung chung là theo pháp luật quy định nó phù hợp với đặc điểm của địa phương, thì tôi cho là như thế là hiến pháp nó chưa được rõ vấn đề này. Mấy cấp thì nên nói rõ. Tiếp tục với những thông tin thời sự đáng chú ý khác, nằm trong chuỗi hoạt động giao lưu kết nghĩa giữa tuổi trẻ Phú Yên và Savannakhet Lào, tối hôm qua tại Bảo tàng tỉnh Phú Yên đã diễn ra đêm giao lưu văn hóa hữu nghị tuổi trẻ Việt Lào. Đây là một trong những hoạt động chào mừng ngày học sinh sinh viên ngày 9 tháng 1 của tuổi trẻ khu vực Nam Trung Bộ. Dù bất đồng về ngôn ngữ tập quán, song những lời ca tiếng hát, những điệu múa trong đêm giao lưu đã giúp cho thanh niên tỉnh Phú Yên của Việt Nam và thanh niên tỉnh Savannakhet của Lào gắn kết gần nhau hơn. Với nội dung ca ngợi tình hữu nghị truyền thống giữa hai nước đã có 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 35 năm ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác toàn diện, tuổi trẻ hai tỉnh Phú Yên và Savannakhet đã có những trao đổi trong lĩnh vực văn hóa, và đêm giao lưu này là một trong những minh chứng đó. Thanh niên tỉnh Phú Yên và thanh niên tỉnh Savannakhet Lào đã cùng thưởng thức nhạc cụ dân tộc Phú Yên, các vũ điệu truyền thống và hòa mình vào điệu lâm vong đặc sắc của nước bạn Lào anh em. Với thanh niên Savannakhet, tuy là lần đầu tiên, nhưng cuộc giao lưu này sẽ là tiền đề và là cơ sở cho việc phát huy mối quan hệ hợp tác giữa thanh niên hai tỉnh Savannakhet và Phú Yên, không chỉ trên lĩnh vực văn hóa mà còn trên công tác thiếu niên, cùng nhau thực hiện các chương trình dự án xây dựng kinh tế giáo dục. Cho đó các bạn Lào cũng đã tham quan và tìm hiểu những di sản cổ vật được trưng bày tại Bảo tàng tỉnh Phú Yên. Hoạt động này là cơ hội để mọi người hiểu thêm về bản sắc văn hóa của hai nước, cũng là dịp để đoàn thanh niên hai tỉnh của hai đảng thêm đoàn kết, gắn bó, thắt chặt hơn nữa tinh thần hợp tác truyền thống giữa hai nước Việt Nam và Lào. Ngày hôm nay tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Thái Đầu Sư Trần Đức Tăng, trưởng đoàn các hội thánh và tổ chức cao đài, đã dẫn đầu đoàn đại biểu đến từ hội thánh và tổ chức cao đài của 12 tỉnh thành miền Nam cùng hội thánh cao đài Cầu Kho Tam Quan, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, đã đến thăm chúc Tết lãnh đạo tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định. Đại diện các hội thánh và tổ chức cao đài, Thái Đầu Sư Trần Đức Tăng cầu chúc công chúng nhân sanh và nhân dân tỉnh Bình Định đón Tết Quý Tỵ và năm mới 2013 an lành hạnh phúc. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định đã chúc mừng các hội thánh và tổ chức cao đài cùng nhân sanh cao đài, tín đồ các tổ chức tôn giáo cũng như quần chúng nhân dân đón Tết bình an, tốt đời đẹp đạo. Lãnh đạo tỉnh Bình Định cũng cho biết đảng và chính quyền các địa phương luôn tạo mọi điều kiện để các tổ chức tôn giáo, trong đó có đạo cao đài hoạt động và phát triển theo phương châm phục vụ cơ đạo, phụng sự tổ quốc. Tiếp tục với những thông tin trên lĩnh vực kinh tế. Hiệp hội Cao su Việt Nam cho biết năm 2012, Việt Nam đã xuất khẩu trên 1 triệu tấn cao su tự nhiên, thu về 2,85 tỷ đô la Mỹ, tăng 23,8% về lượng nhưng giảm 12,6% về giá trị so với năm 2011. Với lượng xuất khẩu này, Việt Nam đã trở thành nước xuất khẩu cao su tự nhiên lớn thứ 3 trên thế giới, chỉ sau Thái Lan và Indonesia. Trước đó, Hiệp hội các nước sản xuất cao su tự nhiên cũng đã dự báo lượng cao su Việt Nam sản xuất sẽ đạt khoảng 955.000 tấn trong năm ngoái, tăng 17% so với năm 2011, vượt Malaysia trở thành nước sản xuất cao su tự nhiên lớn thứ 3 trên thế giới. Tính đến cuối năm ngoái, Việt Nam có khoảng 910.500 hectare cao su, vượt hơn mục tiêu quy hoạch đạt 800.000 hectare vào năm 2015. Hiện nay năng suất cây cao su ở Việt Nam đạt trên 1,7 tấn một hectare, cao thứ 3 trên thế giới. Kính thưa quý vị, Việt Nam không chỉ xuất khẩu cao su tự nhiên đứng thứ 3 trên thế giới mà còn đứng thứ 5 trên thế giới về xuất khẩu chè. Và để sản phẩm chè cạnh tranh được với các nước trên thế giới, một trong những yêu cầu đặt ra là nông dân và doanh nghiệp phải trồng và sản xuất chè an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Tuy nhiên thực tế trong thời gian qua, ở nhiều địa phương, mô hình này lại rất khó nhân rộng và đang gặp không ít khó khăn do những bất cập về đầu ra.
Gia đình ông Đức ở xã Lộc Thành là một trong 20 nông hộ trồng chè ở thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, được cấp giấy chứng nhận sản xuất an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP. Khi áp dụng quy trình này, ông Đức và nhiều nông dân ở đây bỏ ra khá nhiều công sức, cùng với đó là chi phí cũng đội lên, nhưng giá chè bán ra lại không cao hơn so với cách sản xuất truyền thống lâu nay. Không ít nông dân bức xúc vì chè của mình đã cấp giấy chứng nhận VietGAP nhưng không được đánh giá tương xứng với giá trị thật của nó. Khi mà trà chúng tôi bán với tư cách là chè sạch, khi mà đưa về nhà máy thì nhà máy cũng biến chế cùng với các loại chè bình thường. Rồi có điểm nữa thì tuy rằng là giá cả cũng được hỗ trợ 200 đồng cho một ký tươi khi đi lên tới nhà máy. Nhưng mà thực sự thì những người họ mua trôi nổi ở đường hoặc là ấy thì họ lại còn mua cao hơn cả cái tiền hỗ trợ luôn. Chính vì vậy mà bà con đã tham gia VietGAP rồi cũng không thể mang lên tới nhà máy được. Ở vùng sản xuất chè Lâm Đồng cho đến thời điểm này, chỉ có khoảng 1.000 trong tổng số hơn 24.000 hecta chè được sản xuất theo quy trình VietGAP. Tuy nhiên, phần lớn diện tích này thuộc về các doanh nghiệp, còn nông dân hầu như rất ít hộ áp dụng mô hình này. Không phải nông dân không quan tâm đến sản xuất chè an toàn, mà vấn đề ở đây là giá bán và đầu ra như thế nào. Ví dụ như ở thời điểm này, giá chè cành sản xuất theo cách truyền thống được thương lái thu mua với giá 6.500 đồng đến 7.000 đồng một ký, thì giá chè sản xuất theo quy trình VietGAP cũng tương tự. Đây chính là lý do khiến nhiều nông dân không muốn thay đổi thói quen sản xuất truyền thống. Tôi cũng mong muốn làm sao mà có một cái đầu ra mà giá cả tốt hơn. Tại vì nếu mà so với cái chè bình thường người ta làm ấy thì bán nó chưa cao, thì tức là người dân người ta vẫn cũng chưa có mặn mà trồng. Theo điều tra mới đây của Hiệp hội Chè Việt Nam, 70% các hộ trồng chè đã học hoặc đã biết cách trồng chè an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP. Tuy nhiên, 90% hộ lại cho rằng làm theo mô hình này tốn kém, trong khi giá bán lại thấp, nên nông dân không thể sản xuất chè theo tiêu chuẩn an toàn. Và nếu tình trạng không được thay đổi, thì sẽ ảnh hưởng đến giá trị xuất khẩu và thương hiệu chè Việt Nam. Thì thế giới chỉ cần biết đây là chè Việt Nam, chứ người ta cũng không biết được là đây là do ai sản xuất, hay là do nông trường nào, hoặc là do người dân nào. Nên nó vẫn hòa chung vào trong một cái dòng gọi là chè Việt Nam. Vì thế nên tất nhiên là mỗi cái thành phần tham gia trong ngành trà nó đều ảnh hưởng đến chung đến cái uy tín của thương hiệu trà Việt Nam. Năm 2012, kim ngạch xuất khẩu chè của cả nước đạt 243 triệu đô la Mỹ. Việt Nam hiện đang đứng thứ 5 về xuất khẩu chè trên thế giới. Tuy nhiên, theo Hiệp hội Chè Việt Nam, xuất khẩu chè đang gặp không ít rào cản về chất lượng, đặc biệt là quy định về tồn dư thuốc bảo vệ thực vật ở nhiều quốc gia khác nhau. Do vậy, nếu không có những giải pháp hỗ trợ cho nông dân về giá cũng như khâu tiêu thụ, thì những mô hình sản xuất chè an toàn sẽ khó có thể được nhân rộng. Nguồn gió dồi dào, thuận lợi cho việc phát triển các dự án phong điện, Bình Thuận hiện nay đứng đầu cả nước về điện gió với 16 dự án, tuy nhiên ngành điện gió đang gặp phải những trở ngại. Năm qua, lãi suất ngân hàng trong nước tăng cao, mặt khác kinh tế đang suy thoái, các ngân hàng trong nước không đủ khả năng cấp nguồn vốn hàng ngàn tỷ đồng cho các dự án điện gió. Theo Sở Công Thương tỉnh Bình Thuận, trong số 16 dự án đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh chấp thuận, thì chỉ có 2 dự án đi vào hoạt động, các dự án còn lại hầu hết là còn nằm trên giấy, chưa thể triển khai. Trong đó, thiếu vốn đầu tư được xem là nguyên nhân chủ yếu bên cạnh những nguyên nhân khác. Mới đây, Bộ Công Thương đã phê duyệt quy hoạch điện gió địa bàn Bình Thuận giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2030. Mục tiêu đến năm 2020 dự kiến công suất lắp đặt khoảng 700 MW với sản lượng điện gió tương ứng 1.500 triệu kWh. Đến năm 2030 dự kiến công suất lắp đặt khoảng 2.500 MW tương ứng sản lượng 5.475 triệu kWh. Trong lúc cả nước đang đứng trước tình trạng thiếu điện, thì điện gió được xác định là nguồn năng lượng mới, góp phần giải quyết đáng kể nguồn điện năng để phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội. So với điện hạt nhân, nhiệt điện và thủy điện, điện gió có lợi hơn về mặt môi trường. Nhưng theo các chuyên gia, chính sách hiện hành của chính phủ vẫn chưa đủ mạnh để thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước vào lĩnh vực này. Từ ngày 8 tháng 1 đến ngày 25 tháng 2 năm 2013, Bộ Y tế bắt đầu triển khai tháng cao điểm về an toàn thực phẩm Tết năm 2013. Thành lập 8 đoàn thanh tra kiểm tra liên ngành trung ương về an toàn thực phẩm trong dịp Tết, tiến hành thanh tra tại 24 tỉnh thành phố trọng điểm, đặc biệt là ở hai thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh có cửa khẩu. Các cơ sở sản xuất kinh doanh các mặt hàng tiêu thụ lớn trong dịp Tết như là rượu bia, bánh kẹo, thịt gia súc gia cầm, sản phẩm từ thịt, các loại mứt, đặc biệt là cơ sở sản xuất sản phẩm thủ công là trọng điểm thanh kiểm tra trong đợt này.
Kết quả thanh kiểm tra và danh sách những cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm Tết không bảo đảm an toàn sẽ được thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Ngoài ra, với chủ đề Bữa ăn an toàn trong tháng cao điểm về an toàn thực phẩm Tết năm 2013, Bộ Y tế sẽ tập trung tuyên truyền một số nội dung chính như là trách nhiệm của các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, phòng ngừa ngăn chặn vận chuyển và kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép, các vụ vi phạm đã bị bắt giữ và kết quả xử lý. Tháng cao điểm về an toàn thực phẩm Tết được tổ chức nhằm nâng cao vai trò của Ủy ban Nhân dân các cấp, vai trò quản lý của các cơ quan chức năng, trách nhiệm của người sản xuất kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, trách nhiệm của cộng đồng trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm, phổ biến tuyên truyền các kiến thức quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm đến với nhân dân, mong muốn người dân cả nước đón Tết lễ hội cổ truyền an khang, hạnh phúc, bảo đảm vấn đề sức khỏe. Thực hiện chủ trương này của Bộ Y tế về bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Quý Tỵ 2013, vào sáng hôm nay, đoàn thanh tra liên ngành tỉnh Phú Yên đã bắt đầu kiểm tra an toàn thực phẩm Tết trên địa bàn tỉnh. Ngoài kiểm tra việc dự trữ hàng hóa phục vụ Tết, đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Phú Yên sẽ tập trung vào các nội dung như nguồn gốc hàng hóa, hàng sử dụng, việc sử dụng các loại phụ gia, chất bảo quản trong các sản phẩm. Đây là những vấn đề luôn được nhắc nhở trong những năm trước, nhưng mỗi lần kiểm tra, các cơ quan chức năng đều phát hiện vi phạm. Kiểm tra bước đầu, đoàn thanh tra liên ngành tỉnh Phú Yên không phát hiện các vi phạm trong sử dụng phẩm màu hay là chất bảo quản thực vật, bảo quản thực phẩm. Tuy nhiên, vấn đề hàng hóa không rõ nhãn mác, nguồn gốc vẫn phổ biến và nhất là trong các mặt hàng truyền thống phục vụ Tết. Quản lý vấn đề này đang là khó khăn của ngành chức năng vì người tiêu dùng vẫn giữ thói quen tiêu thụ những mặt hàng không nhãn mác nguồn gốc trong mỗi dịp Tết Nguyên đán. Bán hàng rong phải có giấy tập huấn an toàn thực phẩm. Đó là một trong những nội dung mà Thông tư 30/2012 của Bộ Y tế vừa ban hành quy định về điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố, có hiệu lực từ ngày 20 tháng 1 năm 2013. Theo đó, điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với kinh doanh thức ăn đường phố là bố trí kinh doanh ở khu vực công cộng, hè đường phố, nơi bày bán thực phẩm cách biệt với các nguồn ô nhiễm, bảo đảm sạch sẽ, không làm ô nhiễm môi trường xung quanh. Đối với người kinh doanh thức ăn đường phố phải tập huấn và được cấp giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm theo đúng quy định, phải được bảo đảm là khám sức khỏe và cấp giấy xác nhận đủ điều kiện sức khỏe theo quy định. Người đang mắc các bệnh hoặc chứng bệnh thuộc danh mục các bệnh hoặc chứng bệnh truyền nhiễm mà người lao động không được phép tiếp xúc trực tiếp trong quá trình sản xuất chế biến thực phẩm đã được Bộ Y tế quy định thì không được tham gia kinh doanh thức ăn đường phố. Thực hiện chỉ thị số 06 của Ban Bí thư về củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở, năm 2002, tỉnh Phú Yên đã xây dựng kế hoạch thực hiện với nhiều chỉ tiêu đề ra. Trong đó, phấn đấu đến năm 2010, 100% xã đạt chuẩn về y tế. Tuy nhiên, tổng kết sau 10 năm thực hiện, chỉ tiêu này chỉ mới đạt dưới 50%. Đâu là nguyên nhân dẫn đến thực trạng này và Phú Yên sẽ làm gì khi lại đưa ra con số 100% xã đạt chuẩn về y tế vào năm 2012, tức là năm vừa rồi, theo bộ tiêu chí mới mà Bộ Y tế vừa ban hành. Phóng sự sau sẽ phần nào giúp quý vị và các bạn hiểu thêm về thực trạng của tuyến y tế xã hiện nay ở tỉnh Phú Yên. Tính đến năm 2012 vừa qua, Phú Yên mới chỉ có khoảng 50% số xã đạt chuẩn về y tế. Bên cạnh những địa phương đạt tỷ lệ cao từ 70 đến 90%, thì có địa phương tỷ lệ này chưa đạt đến con số 10%. Trạm y tế xã Xuân Phương, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên. Làm việc tại trạm đã hơn 20 năm nay, nhưng điều dưỡng Nguyễn Văn Bảy cho biết trạm chưa bao giờ có bác sĩ làm việc tại đây, cho dù đã nhiều lần kiến nghị. Điều này cũng có nghĩa cơ hội được chăm sóc sức khỏe của người dân địa phương bị hạn chế và đây cũng là một trong nhiều nguyên nhân khiến cho xã không được công nhận đạt chuẩn về y tế. Khó khăn nhất lớn nhất của trạm thì thứ nhất là để cơ sở vật chất còn thiếu thốn, còn về bác sĩ thì trạm ở đây thiếu bác sĩ trầm trọng, vì có bác sĩ thì công tác khám chữa bệnh người dân tin tưởng hơn, đến về trạm khám bệnh nhân đông hơn. Thiếu bác sĩ, cơ sở vật chất lại không được quan tâm đầu tư sửa chữa sau hơn 10 năm xây dựng. Công tác tham mưu của lãnh đạo ngành với chính quyền địa phương chưa sát, thiếu hợp lý là những nguyên nhân chính dẫn đến tỷ lệ xã đạt chuẩn về y tế ở thị xã Sông Cầu chỉ đạt 7,1%. Thực tế hiện nay, ở nhiều trạm y tế của thị xã Sông Cầu, không chỉ thiếu bác sĩ, thiếu trang thiết bị y tế, mà cả số y sĩ điều dưỡng tính trên số dân cũng thiếu. Do đó, một số trạm chỉ mới dừng lại ở công tác dự phòng, chưa làm tốt công tác khám chữa bệnh cho dân. Đến bây giờ có mấy cái bất cập mà khó khăn mà để xây dựng cái xã đạt chuẩn. Cái thứ nhất là về cái nguồn nhân lực. Nó đặc biệt là cái lực lượng bác sĩ. Đến thời điểm bây giờ là rất là thiếu. 14
3 trên 14 xã phường có trả có bác sĩ. Đồng thời về cái nhân lực khác, ví dụ như là về cán bộ đông y, đấy, cán bộ dược cũng đang ở cái tình trạng thiếu. Cái thứ hai nữa là về diện tích và các số phòng của các trạm y tế xã so với chuẩn cũ cũng chưa đạt, cho đến chứ đừng nói chi là cái chuẩn mới. Để đáp ứng với yêu cầu mới hiện nay, Trung tâm Y tế thị xã Sông Cầu đã xây dựng đề án phấn đấu đến năm 2015 có 7 trên 14 tức 50% xã phường đạt chuẩn về y tế theo bộ tiêu chí mới, và đến năm 2020 sẽ có 100% xã phường đạt chuẩn y tế theo yêu cầu chung của tỉnh. Bên cạnh tích cực thực hiện đề án, địa phương cũng đã có những đề xuất liên quan đến quyết định số 58 của chính phủ trong công tác tổ chức bộ máy y tế cơ sở. Quy định là những cái xã nào, phường nào, thị trấn nào mà có đơn vị y tế tuyến huyện, y tế đóng trên địa bàn đó thì không thành lập trạm y tế mà sẽ lồng ghép hoạt động vào cái đơn vị y tế đó, thì cái mô hình đó nó sẽ bị bất cập. Vì sao? Là cùng hai đơn vị lồng ghép vô đó mà cả hai người đã cùng một quản lý một cái đơn vị đó ở chung như thế thì sẽ rất bất cập, rất nhiều vấn đề. Ngay trong năm 2012 vừa qua, thị xã cũng đã tiến hành một số bước cơ bản như cho sửa chữa hệ thống điện, bảng hiệu, xây dựng các hạng mục tường rào, vườn thuốc nam, trang bị hệ thống Internet cho các trạm y tế. Tuy nhiên, bên cạnh nỗ lực của ngành y tế, sự quan tâm của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, nhất là về nguồn kinh phí đầu tư, vẫn là giải pháp hữu hiệu giúp hệ thống y tế cơ sở nâng cao chất lượng khám chữa bệnh trong nhân dân. Chương trình thời sự tối nay trên kênh VTV Phú Yên, Đài Truyền hình Việt Nam đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.